Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, phía Nhật Bản đã chính thức ủy quyền cho cơ quan kiểm dịch thực vật của Việt Nam giám sát vải thiều xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã kiểm tra và đánh giá hai cơ sở xử lý vải để xuất khẩu sang Nhật Bản. Ngoài các cơ sở đã được công nhận ở tỉnh Bắc Giang, vụ vải năm nay sẽ có thêm hai cơ sở tại tỉnh Hải Dương cùng tham gia vào chuỗi xuất khẩu vải sang Nhật. Đến nay, mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói ở các địa phương đều đã sẵn sàng, chuẩn bị xuất khẩu vải sang các thị trường. Bên cạnh đó, các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ, có giải pháp khả thi kịp thời để tạo thuận lợi cho việc lưu thông xuất nhập khẩu, tiêu thụ hàng hóa, nhất là đối với nguyên vật liệu phục vụ sản xuất và kinh doanh nông sản tại các địa phương có dịch COVID-19.